Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Date. Thì các bạn có thể thấy là mặt cái này rất là tươi đúng không? Nghĩa là Gà đang rất là excited cho video ngày hôm nay. Như các bạn có thể thấy thì hiện tại trên tay Gà đang cầm bộ sản phẩm của MKUV Collab chị Hương Witch. Cái hộp này thì tên là Sweet Summer Witch. Thì trong này sẽ bao gồm những cái sản phẩm mà chị Hương cảm thấy yêu thích nhất của hãng MKUV. Thì MKUV là một hãng mỹ phẩm có xuất xứ từ Đài Loan, và những cái sản phẩm của họ thì căn bản là rất là phù hợp với da châu Á. Và khi mà chị Hương collab với MKUV thì chị ấy đã chọn ra những cái sản phẩm mà chị cảm thấy là yêu thích nhất để đặt vào cái box này. Thì chị cảm thấy cực kỳ excited luôn. Về phần packaging thì cái hộp này thật sự rất là đáng yêu. Nè, có tên của sản phẩm ở đây là Sweet Summer Witch. Ngoài ra còn có hình chibi của chị Hương nữa. Thì cái hình chibi này các bạn có thể thấy là hồi đó chị Hương vẫn còn để cái kiểu mà một bên ngắn xong một bên dài. Bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem ha. Và đây là ba sản phẩm có trong box. Thì sản phẩm đầu tiên là kéo bóc ra được á, thì đây là Extreme Water Primer. Thì đây là thuộc dạng kem lót bắt sáng, kem bắt sáng dành cho da để cho lớp nền lúc nào glow đó. Sản phẩm thứ hai mà kéo bóc ra được thì đây là MKUV Real Complexion Cream Dream White Moisture Shield. Thì đây là cái sản phẩm rất là nổi tiếng của MKUV luôn. Thì gà biết cái sản phẩm này, gọi là nhắc đến cái MKUV thì gà phải nhắc đến cái sản phẩm này đầu tiên luôn á. Đây là sản phẩm kem lười rất là phổ biến, rất là nổi tiếng, và gà đã thấy ở trên Instagram, YouTube hay thậm chí là Facebook cá nhân của gà trong một khoảng thời gian rất là dài rồi, và cũng đã rất nhiều beauty blogger đã làm review về sản phẩm này. Thì hôm nay gà cảm thấy rất là excited để thử. Gà thì chưa thử bao giờ. Và sản phẩm cuối cùng mà mình bóc ra được trong cái hộp này đó, thì đây là một hộp cushion của MKUV. Và đây có vẻ là một sản phẩm mới, tại vì tới giờ thì mình cũng chưa có xem qua bất kỳ một cái review hay là bất kỳ một cái nhận xét nào về sản phẩm này hết, nên hôm nay có thể cho là một cái first impression rất là đỉnh điểm với lại là cái sản phẩm này. Mặc dù thật sự thì gà chưa thử bất kỳ một cái sản phẩm nào trong cái này hết, tuy nhiên là về cái kem lười và cái kem bắt sáng, kem lót bắt sáng đó, thì gà đã có xem qua rồi và đã có thấy rồi. Tuy nhiên là về cái cushion này thì chưa, nên hôm nay gà đang rất là hứng khởi. Thì ngoài cái combo là kem lười, kem lót và cushion này á, thì gà vừa mới lướt trên website của MKUV Việt Nam á, thì gà thấy cũng có rất là nhiều combo khác. Có son trong đó nè, có chì kẻ mày trong đó nè, nói chung là rất là nhiều sản phẩm khác nữa. Nếu mà các bạn cảm thấy cái combo này mình không cần dùng hết cả ba sản phẩm này thì cũng có thể lựa chọn những combo khác. Bây giờ thì không nói nhiều nữa, mình hãy cùng nhau thử những sản phẩm này nha. Và hiện tại thì trên tay Gà đang cầm cái lon, đương nhiên là để quấn cái máy của Gà lên. Hiện tại thì mặt Gà vừa mới rửa mặt xong và Gà đã dùng toner cũng như là serum rồi. Thì dạo này da của Gà không có trong gọi là best condition đó các bạn biết không? Tuy nhiên, đó có vẻ là một cơ hội rất là tuyệt vời để mình có thể test độ cover của cái cushion này chút nữa ha. Thì bây giờ cái sản phẩm đầu tiên mà Gà sẽ sử dụng trong cái video ngày hôm nay đó, thì đây sẽ là sản phẩm kem lười, mà đọc tên đầy đủ của nó sẽ là MKUV Real Complexion Cream Derm White Moisture Shield, hoặc là mình có thể gọi nó là kem lười. Bây giờ mình sẽ unbox ha. Thì trước lúc mà sản phẩm gửi đến cho Gà thì nó có seal đầy đủ, nhưng mà lúc nãy để tiết kiệm thời gian thì Gà đã bóc cái seal rồi. Đây, mình sẽ moi hộp cream ra. Bây giờ là sẽ mở ra nha. Rồi khi mà mình muốn lấy kem á thì mình sẽ nhấn như vậy nè, nhấn nó lên và kem nó sẽ từ từ phọt ra. Và các bạn có thấy nó đang phọt ra không? Yeah. Bây giờ trước khi test lên mặt á thì mình sẽ test thử cái kem này lên tay nha. Cảm giác đầu tiên của mình là nó rất là mát luôn á, nó cực kỳ mát và nó thấm rất là nhanh. Các bạn sẽ so sánh hai bên tay này, thấy không? Bên này và bên này. Thì bên này rõ ràng là sáng hơn rất là nhiều. Nói nhiều quá, bây giờ sẽ bắt đầu test lên mặt. Gà lấy kem ra tay, gà lấy hơi nhiều, tuy nhiên là gà sẽ bôi cho cả vùng mặt và vùng cổ nữa. Thử một nửa bên mặt trước. Cảm giác rất là mát luôn á. Và gà chưa có thể đánh giá được cái khả năng là làm sáng dưỡng da của cái sản phẩm này, đấy là khả năng làm sáng da về lâu về dài á. Tại vì ngày hôm nay là ngày đầu tiên gà test cái sản phẩm này mà. Tuy nhiên là gà sẽ test cái sản phẩm này trong vòng khoảng thời gian là vài tháng tới, và sau đó khi nào mà gà cảm thấy là ok, thời gian đủ rồi, thì gà sẽ cho các bạn review về khả năng dưỡng sáng về lâu về dài của nó nha. Trước hết thì mình cứ thử first impression của nó trên da đã.
Thì như các bạn có thể thấy là cái nửa mặt bên này của gà sau khi được bôi kem thì nó đã sáng hơn so với cái nửa mặt bên này rất là nhiều. Và gà cảm thấy là đúng là cái kiểu tên của nó luôn, kem lười luôn. Nếu mà có cái sản phẩm này á thì mai mốt ví dụ như là mình đi vứt rác nè, nhiều chuyện nè, mình đi ra đường mình ngó một cái á mà mình muốn nhìn mình không có nhợt nhạt quá thì mình chỉ cần moi cái kem này ra mình bôi thì nó vừa dưỡng da và nó lại vừa nâng tông, nhìn mặt mình sẽ sáng sủa hơn. Ok, đây là gà sau khi vừa mới bôi xong cái kem lười và gà cảm thấy là tông mặt của gà đã hồng hào và trắng sáng hơn rất là nhiều so với gà khi chưa bôi. Thì cái độ trắng này nè, nó trắng rất là hồng. Và cái nếu mà các bạn cảm thấy là cộng với cả cái tone pastel ở gà đằng sau của gà á thì các bạn có thể cảm thấy là nó rất là hợp với cái phong đằng sau luôn, nó rất là hồng hào, nhìn nó trong suốt lắm kìa, đáng yêu lắm, đúng với kiểu make up của con gái Đài Loan luôn. Rồi sản phẩm tiếp theo thì chắc chắn là mình sẽ đến với cái sản phẩm này rồi, Extreme Water Primer. Thì cái sản phẩm này khi mà gà tham khảo trên website của MKUP á thì đây là một cái sản phẩm đang chảy ra, nó quá đầy. Thì đây là một cái sản phẩm kem bắt sáng có chức năng là giúp cho lớp nền của mình glow hơn, bóng hơn, nhìn khỏe mạnh hơn. Và ngoài ra thì nó sẽ giúp cho lớp makeup của mình giữ lâu và bền hơn nữa. Thì cái sản phẩm này lúc đi Nhật á, gà cũng thấy chị Hương dùng rồi. Và thật sự là lớp nền của bạn lên rất là đẹp. Mặc dù gà với chị á dùng cùng một loại nền, tuy nhiên là lớp nền của gà thì nhìn nó có vẻ khô hơn, khắc khi hơn. Tuy nhiên là lớp nền của bạn lại có cảm giác là rất là căng bóng. Và hình như là ở trong này còn có thành phần dưỡng da nữa, là chiết xuất từ cây phỉ thì phải. Rất là mát luôn, nó mát giống giống cái kem lười lúc nãy vậy đó. Và mùi á thì cả hai sản phẩm nãy giờ thì mùi của nó rất là nhẹ nhàng, nó có mùi chứ không phải là không. Tuy nhiên là cái mùi này á, nó không phải thuộc cái dòng mùi mà gà ghét. Cái dòng mùi gà ghét là cái dòng mùi vani á. Các bạn có biết không ta? Thì sau khi gà bôi xong thì cảm giác là giống như là bôi gel dưỡng ẩm vậy á, thích lắm. Bôi thêm đi, bôi thêm cho phần cổ đi. Wow, và gà phải cho các bạn xem cái này mới được. Bây giờ khi mà gà đưa sản phẩm lên tay á, thì bây giờ trên tay của gà nó có một cái vệt nhìn cực kỳ đẹp luôn. Đây, các bạn có thấy không? Có một cái vệt hồng hồng và xanh. Gà sẽ break down cái kem này ở trên bàn tay xong rồi mới bôi. Wow, các bạn có thấy không? Nó rất là mướt luôn á. Bên này nữa nè. Ui, mướt lắm luôn. Và mướt cái này kiểu mướt bóng khỏe chứ nhìn nó không phải là kiểu bóng dầu á. Trước mắt thì gà còn thích cái sản phẩm này hơn sản phẩm kem lười nữa. Tại gà cảm thấy nếu mà mình dùng cái sản phẩm này trước lớp nền hoặc là mix chung với lớp nền thì lớp nền của mình sẽ rất là đẹp. Highly recommend em này. À, tiếp theo, sản phẩm cuối cùng là hộp cushion. Thì gà đã bóc nó ra rồi. Và ở đây á, thì các bạn có thấy là có một lớp siêu á, mình còn xé cả lớp siêu này ra nữa. Lần đầu tiên mà gà thấy có một cái sản phẩm cushion nào đó mà nó siêu cả cái lớp ngoài này. Gà đã kiểu bon, phải mà cẩn thận. Ok, miếng mút của nó thì màu đen, bên này thì màu hồng, dễ thương ghê. Ui, rớt miếng mút. Các bạn có thể thấy nè, cái hình ở trên cái lõi phấn hả, nhìn cũng rất là dễ thương, hình con pony luôn. Dễ thương thiệt luôn á, thề Đài Loan là điều dễ thương đó. Hồi xưa gà còn tính đi đại học nữa, nên nói chung là gà cực kỳ thích Đài Loan. Wow, và sản phẩm lấy ra các bạn thấy không, nó có hình con pony luôn nè, in hình con pony lên luôn. Wow. Bây giờ thì bắt đầu thử sản phẩm lên da nha. Trước mắt thì gà cảm thấy là nó lên da nó rất là mỏng nha. Như gà đã nói là nó không phải là dạng high coverage mà nó đúng theo cái kiểu mà con gái châu Á thường sẽ thích á. Tuy nhiên là cái cushion này nó không có bóng, chất của nó gà cảm thấy là khá là matte. Đây là một sản phẩm nó phù hợp với các bạn da dầu. Tại vì chất của nó thì giống như là cái chất của 3CE Foundation Cushion á. Khi mà gà sử dụng á thì gà cảm thấy là nó giống chất của cái đó nhất. Và cái này thì giá rẻ hơn rất là nhiều. Rồi và đây là gà sau khi đánh xong lớp nền. Thì trước mắt á thì gà sẽ nhận xét sơ về cái sản phẩm này á. Thì gà cũng đã nói từ đầu đến giờ rồi. Thì packaging của nó rất là dễ thương, cầm chắc tay nặng tay. Ngoài ra thì cái chất của nó lên da á, khô rất là nhanh. Wow, nó khô nhanh hơn rất nhiều so với nhiều loại sản phẩm cushion của hàng khác. Bởi vì cushion của hàng thì nó sẽ kiểu bóng hơn, nó nhiều nước hơn, thì nó sẽ
Đó, nó luôn là cái kiểu đó. Nếu mà các bạn sử dụng Fusion hàng nhiều thì các bạn sẽ biết. Tuy nhiên là cái sản phẩm này á, thì nó lại tương đồng nhiều với các sản phẩm Fusion Foundation hay là những cái loại sản phẩm Fusion của châu Âu hơn. Thì trước mắt thì các bạn sẽ cảm thấy là nó rất là giống so với cái 3CE Foundation Fusion, cái 3CE Fusion Foundation hoặc là nó khá là tương đồng với cái Fusion của YSL hồi xưa dùng rất là nhiều á. Thì nó theo cái dạng là có độ che phủ, tuy nhiên là độ che phủ không quá cao. Lúc lên da thì cũng sẽ để lại một cái bề mặt bóng dễ chịu. Và ngoài ra thì cảm giác của nó trên da rất là ráo. Đây sẽ là một cái sản phẩm phù hợp với những bạn nào da dầu ít khuyết điểm. Bởi vì mặc dù là nói là nó có thể che một phần cái nốt đỏ ở trên này, tuy nhiên là đối với những bạn mà da nhiều mụn á thì nó sẽ trung hòa một phần thôi. Tuy nhiên là nó sẽ không che được cao nhiều như là foundation bình thường, đúng không? Nói chung á là ba sản phẩm nền từ nãy đến giờ á thì Gà cảm thấy là Gà đều thích hết và Gà không có muốn chê một sản phẩm nào hết. Nói chung là cũng không tìm ra điểm nào để chê, và đặc biệt là nếu mà cho Gà chọn, bắt buộc phải chọn một trong ba để gọi là sản phẩm mà Gà thích nhất á, thì Gà sẽ sử dụng, Gà sẽ chọn cái kem bắt sáng này, Extreme Water Primer. Tại vì lúc mà Gà apply nó lên da thì da của Gà cảm thấy là căng bóng mọc nước và Gà thật sự rất là thích cái hiệu ấm đó nên cực kỳ thích. Bây giờ thì Gà sẽ đánh nhanh cái mắt, đánh nhanh cái má, nói chung là hoàn thành cái makeup look ngày hôm nay, sau đó sẽ check in lại với các bạn sau nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay của Gà. Cảm thấy rất là hài lòng với tất cả các sản phẩm mà Gà đã thử trong ngày hôm nay. Gà cảm thấy hôm nay là một ngày thử sản phẩm cực kỳ thành công của bản thân. Hy vọng các bạn thích video, nếu các bạn thích thì nhớ like và subscribe channel First Day của Gà nha. Link để mua những sản phẩm này thì Gà sẽ để dưới description box. Các bạn hãy check nếu mà cảm thấy có sản phẩm nào mà các bạn muốn thử ha. Nếu các bạn thích video nhớ like và subscribe cho First Day nha. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.